Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, nhiều trang mạng đã đăng tải video clip về vụ tàu sắt Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, bỏ mặc ngư dân rơi ngã xuống biển. Những hành vi hung hăng, bạo lực như vậy của Trung Quốc đang làm cho cả thế giới lo ngại và nghi ngờ về cái gọi là xu hướng trỗi dậy hòa bình mà Trung Quốc vẫn cam kết. Phớt lờ dư luận quốc tế, Trung Quốc không những không chấm dứt các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và vô nhân tính này, mà còn tìm cách lừa dối người dân Trung Quốc bằng cách thông tin sai sự thật với truyền thông trong nước, vu cáo Việt Nam cố tình đâm va vào tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam về vấn đề này, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng mời báo chí Trung Quốc lên tàu Cảnh sát biển Việt Nam ra thực địa để tiếp cận chân lý. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, là báo chí Trung Quốc gần đây đã vu cáo tàu thuyền của Việt Nam là cố tình quấy phá rồi chủ động đâm vào các tàu của Trung Quốc với cái toan tính là sẽ ép các lực lượng của Trung Quốc nổ súng trước để rồi Trung Quốc bị dư luận quốc tế phê phán. Ông có bình luận gì về những cái nguồn thông tin kiểu như thế này? Rõ ràng truyền thông Trung Quốc đã đưa thông tin sai, nó không đúng với sự thật. Nhưng mà tôi không trách truyền thông Trung Quốc, vì tôi nghĩ rằng tôi trách cái người mà cung cấp thông tin cho truyền thông Trung Quốc. Nếu truyền thông Trung Quốc và tất cả những cái hãng truyền thông của Trung Quốc được chứng kiến thực tế, được thông tin cách chính xác, tôi tin họ không tự tin như thế. Đặc biệt là bạo lực đối với người dân thường, như là cái sự việc là đâm chìm cái tàu Quảng Ngãi. Tôi hôm qua mới xem cái clip ấy, tôi không tưởng tượng được nó như một con voi mà đè một con kiến ngã ngửa ra như vậy và họ thản nhiên bỏ đi. Tôi không hiểu những người trên Trung Quốc trên tàu nó nghĩ gì mà lại làm những chuyện như thế. Tôi thậm chí tôi còn hỏi cảnh sát biển và những người quen biết của chúng tôi ở đấy, cá nhân tôi hỏi này, thì họ có ném cho mình mấy cái phao không? Không hề. Hãy hỏi những cái người Trung Quốc có mặt trên cái tàu mà đè bẹp cái tàu Việt Nam ấy, là anh đâm như một con voi đè bẹp một con kiến như thế, lật ngửa một cái thuyền của chúng tôi ra như thế mà anh không ném một cái phao xuống cho người dân, anh nghĩ cái gì? Anh là cái gì mới được? Thời gian vừa rồi chúng ta có đưa một số phóng viên theo tàu của cảnh sát biển ra cái khu vực giàn khoan 981 và trong đó có một số phóng viên nước ngoài. Tôi cũng muốn một lần nữa mời truyền thông Trung Quốc cùng với cảnh sát biển và các hãng truyền thông của quốc tế khác ra tại khu vực này. Chúng ta đảm bảo rằng sẽ đảm bảo an toàn cho họ, đảm bảo cái điều kiện tốt nhất cho họ tác nghiệp và cũng đảm bảo cho họ tự do họ bình luận, họ đưa tin. Tôi tin họ sẽ nói khác. Cái thứ hai nữa là chúng ta có đủ khả năng để đáp trả những hành động của Trung Quốc hay không? Tôi xin nói là chúng ta đủ khả năng để đáp trả những hành động ấy. Nhưng chúng ta không đáp trả vì đó không phải là một cái hành vi nó phù hợp với luật pháp quốc tế. Nó cũng không phù hợp với đạo lý Việt Nam và nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Ngược lại, tôi tin nếu có một cái ngư dân nào của Trung Quốc bị nạn, một cái tàu cá nào của Trung Quốc bị nạn, tôi xin khẳng định với anh rằng cảnh sát biển Việt Nam ngay tại đó sẽ giúp những ngư dân ấy, những cái tàu cá ấy của Trung Quốc có được cái sự yểm trợ để an toàn trở về bờ. Còn mục đích của chúng ta là gì? Mục đích chúng ta là cản phá, ngăn chặn, tuyên truyền và khẳng định chủ quyền của chúng ta ở cái khu vực ấy. Trong khi vẫn tiếp tục rêu rao là sẵn sàng theo đuổi đối thoại hòa bình hướng tới bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông COC. Nhưng trên thực địa thì Trung Quốc đang huy động rất là nhiều phương tiện, từ những phương tiện như là tàu cá đến các cái tàu chiến, máy bay quân sự và thực hiện nhiều hành vi ngang ngược, dã man. Từ cái việc là ném đá cục cho tới bắn nước bằng máy bơm cao áp rồi đâm va bằng tàu lớn, tàu hiện đại để cản trở và phá hoại ngư dân và lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Ông bình luận như thế nào về đường lối đối ngoại kiểu như thế này của Trung Quốc? Tôi buộc lòng phải nói rằng là nếu Trung Quốc cứ nói mà không đi đôi với làm như thế này thì Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia không đáng tin cậy. Cái đại cục của một quốc gia chính là cái sự tin cậy của quốc gia đó đối với cộng đồng quốc tế, đối với những cái quốc gia láng giềng. Nhưng mà quan trọng hơn sau đó nữa, cái hậu quả lâu dài nữa là đối với chính nhân dân họ. Khi mà nhân dân họ hiểu rằng đối với quốc tế họ nói mà không đi đôi với làm, thì liệu đối với nhân dân mình nói có đi đôi với làm hay không? Cái đó mới là quan trọng. Và tôi nhắc lại cái mong muốn của chúng tôi rằng là rất mong muốn một cái nước Trung Quốc phát triển hài hòa,
hòa bình, Trung Quốc hãy suy nghĩ thật kỹ và dừng lại những cái hoạt động nó không xứng đáng một cái nước Trung Hoa mà họ vẫn thường tự hào. Vâng, xin cảm ơn ông.